Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 1 giờ chiều, tức là 13 giờ của ngày 23 tháng 12 năm 2021. Và nhiều bạn có hỏi tôi như thế này: Thủ tướng nói như vậy thì ok chưa? Bởi vì là các bạn ấy lo lắng ấy. Thế sao là lo lắng? Bởi vì chúng ta có nhớ lại khởi nguồn của cái thời kỳ 10 năm. Đó cũng là một cái vị cũng tuyên bố thế này: nếu như mà không chống được tham nhũng thì tôi xin từ chức. Nha các bác. Nếu như không chống được tham nhũng thì tôi xin từ chức. Nhưng mà mọi chuyện sau đó thì biến chuyển rất là nhanh. Tôi có nào nhớ lại cái bài của tôi ấy, về vụ P418. Thì trước khi vị ấy nhậm chức và sau khi vị ấy nhậm chức thì gần như là vụ P418 là gió đổi chiều. Trước đó thì nhân dân với mọi người, nhân dân rất là phấn khởi, các đại biểu cũng rất là phấn khởi vì việc mà phanh phui ra cái vụ P18, rồi ngay cả Bộ trưởng Đào Đình Bình cũng bị liên đới, vân vân, rồi một thứ trưởng thì cũng bị bắt. Nhưng tôi xin chia sẻ với các thế này: sau khi một cái lời tuyên bố xanh dờn của cái vị kia ấy, mà khi nhậm chức ấy, thì lập tức là gió đổi chiều. Và sau đó các bác có thể thấy rằng là ngay cả tướng Quắc cũng bị khởi tố, và nhà báo Nguyễn Việt Chiến, nhà báo Hải thì đã bị bắt ra. Và từ đó các bác có thể thấy rằng là đầu voi nhưng đuôi thì chuột. Thế cho nên là mọi người có một cái câu hỏi với tôi như thế thì cũng là một cái sự hợp lý nhất định. Chứ không phải là không hợp lý đâu. Báo cáo các bác là như thế. Bởi vì bên cạnh những cái tuyên bố á, thì báo cáo với các bác rằng là mình phải xem họ thực hiện thế nào. Thì nhân đây tôi xin chia sẻ các bác thế này. Chúng ta nhìn vào tuyên bố, nhưng nếu một tuyên bố chung chung, một tuyên bố mà không cụ thể thì chúng ta sẽ không phân tích được gì. Và ở đây á, như tiêu đề của video thì tôi sẽ phân tích cho các bác rằng là tại sao vụ này sẽ không bị chìm xuống. Tại sao vụ này sẽ không bị chìm xuống? Thưa các bác, mọi người thì hào hứng khi Thủ tướng nói như vậy, nhưng mà mọi người chắc chắn sẽ hào hứng hơn nữa khi mà biết được rằng thế này. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng là trong công cuộc chống dịch vừa rồi á, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đi khắp nơi và áo thì ướt đẫm mồ hôi, mắt thì mắt hình gấu trúc. Chúng ta thấy rằng là rất nhiều đêm mất ngủ. Và tôi cũng chia sẻ rằng là Thủ tướng nhiều khi phải tranh thủ ngủ ở trên ô tô, Bởi vì là không có thời gian nha các bác. Và thậm chí ngay cả trên ô tô cũng không thể ngủ được bởi vì phải làm việc. Nói thế thì các bác thể thấy rằng là công cuộc chống dịch này á, là một công cuộc mà rất nhiều người đã tốn công tốn sức, gọi là tốn neuron thần kinh, cả sức khỏe của mình ra để mà lo cho người dân, cho đất nước. Và nhưng mà bên dưới thì các bác có thể thấy rất nhiều người đã cố gắng trục lợi từ công cuộc chống dịch này. Cho nên mà khi Thủ tướng mà tuyên bố như vậy á, là sẽ mở rộng điều tra vụ án đó, thì nhiều bác hồ hởi. Nhưng tôi tin rằng các bác sẽ hồ hởi hơn nữa với vị Thủ tướng này, bởi vì khi chúng ta nhìn vào chi tiết thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều vấn đề. Tôi xin chia sẻ các bác thế này. Trên đây là một bài từ ngày hôm qua rồi nha các bác. Từ ngày hôm qua rồi. Nhưng mà có cái điều gì ở đây? Thì Thủ tướng là yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra và mở rộng vụ án xảy ra tại công ty Việt Á. Đây là cái tiêu đề mà nhiều bác có nói ở đây. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy rằng là Thủ tướng không chỉ nói như thế này, mà thứ nhất Thủ tướng có hẳn một cái văn bản là số 9373 đó, 9373 của Văn phòng Chính phủ vào ngày 22 tháng 12 để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Và cái quan trọng ấy, Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo rất rõ. Rất rõ nha các bác. Đó. Tôi xin chia sẻ các bác này. Nhiều khi có nhiều vị là chỉ nói chung chung thôi. Chung chung thôi. Hô hào thôi. Nhưng mà chỉ đạo rất rõ thì chúng ta phải nhìn ra từng cái điểm chỉ đạo của Thủ tướng. Và chúng ta thấy rằng là với những cái chỉ đạo cụ thể như thế này thì báo cáo với các bác rằng là còn lâu những anh kia mới thoát được. Mới thoát được. Chúng ta nhìn kỹ lại một chút nhé. Đó. Có tận 5 cái mà Thủ tướng chỉ đạo này.
Một là biểu dương Bộ Công an và các cơ quan chức năng liên quan đã thực hiện nghiêm về cái nghị quyết của Chính phủ vào ngày 20 tháng 7 2021 ấy. Thì các bác nhớ rằng ngày 20 tháng 7 này 2021 có nghị quyết này. Và các bác có thể tiếp theo là 31 tháng 7 là anh Phan Quốc Việt là anh ấy thoái toàn bộ và thoát khỏi VinBioCare của anh Phạm Nhật Vượng nha. Và các bác có thể thấy rằng là rất nhiều điều đó. Và để mà từ đó lại có thể xử lý, đầu tiên là tuyên dương. Đầu tiên là tuyên dương. Đó. Tuyên dương những người làm. Số 2 ấy, là yêu cầu Bộ Công an chủ trì để phối hợp với các cơ quan địa phương để liên quan này, để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh mở rộng vụ án và thu hồi, đặc biệt này, là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa ra xét xử khách quan nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. Đây mới là cái mà các tờ báo đưa ra. Đó. Đây là cái mà các tờ báo đưa ra. Nhưng mà đặc biệt này, ví dụ như là các bác thì thấy rằng là số 3 là Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan thì cũng phải phối hợp này và rà soát lại toàn bộ việc đấy. Rồi các bộ Y tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư Tài chính theo chức năng nhiệm vụ thì phải hướng dẫn xử lý những vấn đề phát sinh khó khăn, bởi vì bây giờ vẫn đang chống dịch mà. Cho nên rằng là các bộ Y tế vẫn phải vừa chống dịch vừa phải rà soát các cái mục 3. Thì ở đây là mục 4 mà Thủ tướng đã nói. Nhưng cái quan trọng nhất thì báo cáo với các bác đó chính là mục 5. Mục này mới mục quan trọng. Đó, mục này mới là mục quan trọng đấy các bác. Tại sao tôi nói mục 5 mục quan trọng ấy? Bởi vì truyền thông rất quan trọng. Truyền thông là minh bạch. Là minh bạch. Truyền thông sẽ phơi bày ra cho người dân biết được rằng là vụ án này đang làm đến đâu rồi vân vân, rồi có ai nọ ai kia. Các bác có thể thấy rằng là tại sao tôi nói từ lúc đầu của cái vụ Việt Á này, Việt Á Phan Quốc Việt này, đó chính là cái gọi là các nhà báo rồi các tờ báo cũng được bật đèn xanh và tha hồ mà viết, tha hồ mà làm, thậm chí có thể là tư vấn và kiến nghị ngược lại bên phía cơ quan điều tra để cơ quan điều tra có thêm để mà bổ sung và có quyền đặt câu hỏi. Ngay cả ví dụ như bọn tôi cũng thế. Tất nhiên, xin chia sẻ với các bác, với nhiều kẻ có chức có quyền, nha các bác, chống tham nhũng mà, giặc nội xâm là những kẻ không gươm không súng, nhưng chúng còn nguy hiểm hơn bởi vì chúng có chức có quyền và ngay trong nội bộ. Chính vì thế, chúng không thích sự minh bạch, chúng không thích sự rõ ràng, chúng không thích chia sẻ cho người dân những cái thông tin mà có thể nói rằng là nhạy cảm. Thế cho nên, báo cáo với các bác rằng, với cái mục số 5 này, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng này, thì Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ khác ấy, không làm gì được các nhà báo đâu. Bởi vì các nhà báo bây giờ được cởi trói trong việc đó, và các nhà báo sẽ phanh phui ra những cái việc làm của những người ở trong này. Tôi xin chia sẻ với các bác. Mục số 5 nguyên văn là như thế này nhé. Các bộ, đó. Các bộ này, bao gồm có Bộ Thông tin và Truyền thông là bộ 4T, Bộ Y tế, Bộ Công an và các bộ cơ quan địa phương liên quan thì đẩy mạnh thông tin. Các bác để ý từ nhé. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông. Đó. Hướng dẫn giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật, nhất là luật doanh nghiệp tổ chức cá nhân liên quan đến mua sắm, đấu thầu vật tư, sinh phẩm, thuốc bị, rồi trang bị y tế v.v. Đó. Và đặc biệt này, đưa tin đầy đủ. Nha các bác. Đưa tin đầy đủ. À, đưa tin đầy đủ. Hai là công khai kết quả. Đó. Các bác thấy đấy. Công khai kết quả, dùng từ này. Bao gồm cả công khai kết quả, bao gồm cả điều tra, cả truy tố và xét xử các vụ án liên quan theo quy định của pháp luật, để góp phần tạo sự đồng thuận của xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Đó. Quan trọng nó ở chỗ đó. Công khai kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan theo quy định của pháp luật để tạo được cái sự đồng thuận của xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Thế này là Thủ tướng đã chạm, nghĩa là chỉ đúng vào cái huyệt của xưa nay. Xưa nay là các anh chị nào mà càng lợi ích nhóm, càng tham ô tham nhũng, càng nhúng chàm thì họ càng ngại thông tin. Và chiêu bài của họ bao gồm có mấy cái là làm mất lòng, làm bất an của quần chúng, bất an của nhân dân. Buồn cười không? Rồi là để cho thế lực thù địch nó lợi dụng. Đó. Hai cái chiêu bài này của những người như thế. Thì ngày xưa Tổng Bí thư đã vạch ra rồi. Và càng làm thì nhân dân càng tin.
càng làm thì cái bọn thế lực thù địch nó càng không có gì để mà nói. Thế mới hay. Đó. Chúng ta không nói gì, chúng ta bưng bít thông tin thì thế lực thù địch nó mới có cái để nói. Còn nếu chúng ta càng công khai càng minh bạch ra thì thế lực thù địch càng càng không có gì để mà nói. Phải câm nín. Phải câm nín. Và càng làm càng công khai thì người dân lại càng tin. Đó mới là vấn đề. Đó mới là vấn đề. Chứ Tổng Bí Thư đã nói như vậy. Và các bác có thể, nhưng mà Tổng Bí Thư chỉ đạo chung chung như vậy. Và lần này thì Thủ tướng đã chỉ đích danh các bộ, bao gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Công an v.v. là phải công khai kết quả trong cái quá trình điều tra, quá trình truy tố và quá trình xét xử. Và trong cái quá trình công khai này thì ai bưng bít chúng ta biết ngay. Và các bác có thể thấy rằng là hai bộ liên quan là Bộ Khoa Công nghệ và Bộ Y tế hiện nay là công khai, và chúng ta có thể vạch ngay ra được cái điểm bất hợp lý ở trong công khai của họ. Đúng không? Thế cho nên ấy, thế nào cũng có cá lớn xa lưới. Với tuyên bố này của Thủ tướng thì báo cáo với các bác rằng là cá lớn sẽ xa lưới. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.